hôm nay cũng chỉ là một cơ hội để chúng ta ôn lại một con số ấn tượng, một thành công khó nói bằng lời của chặng đường 30 năm thực hiện đã qua, mà là một cơ hội để FB chúng ta nói chung, khu vực miền Trung chúng ta nói riêng tăng cường sức mạnh đoàn kết, tinh thần thể thao và tạo những dấu mốc son đáng nhớ cho chặng đường phía trước sắp tới. Cuộc trận đấu ngày hôm nay không chỉ là một cuộc đua về thế lực mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và hiệp lực vì mục tiêu chung xây dựng FB ngày một phát triển và bền vững. Thay mặt ban tổ chức, ban lãnh đạo FB đã ủy khu vực miền Trung, tôi xin tuyên bố thay mặt hội thao bóng đá khu vực Bắc miền Trung chúng ta chúc thể giáo chúng ta diễn ra thành công. Xin chào tất cả các bạn. Cầu thủ đến từ MB Quảng Nam, đây là lần thứ hai mình được đồng hành và tham gia giải cùng mặt đội bóng. Hết thì cảm ơn MB đã tổ chức cho ra một sân chơi rất là hấp dẫn và gắn kết các cầu thủ cũng như là các đồng đội của ngôi nhà MB. Trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ đã chơi cống hiến hết mình, kỹ năng và cũng như là tinh thần chiến đấu của cầu thủ rất là cao. Một lần nữa cảm ơn MB, chúc cho giải thành công tốt đẹp. Em là Nguyễn Hoàng Nhân, vận động viên đến từ đội Liên Quân MB Đà Nẵng. Lần đầu tiên em được tham gia giải bóng đá kỷ niệm 30 năm khu vực Bắc miền Trung thì em thấy là không khí của giải đấu rất là sôi động, rất là cuồng nhiệt. Rất vui mừng vì hôm nay là đội em đã giành được một chiến thắng và chúc cho giải đấu là thành công tốt đẹp. Chúc cho MB 30 năm vững vàng. Em xin chào ạ. Mình là Phương, mình đến từ MB Bình Trị. Như các bạn đã thấy thì không khí ở trên sân lúc này đang rất là sôi động, cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của các vận động viên. Mình xin chúc cho tất cả các MBO của chúng ta sẽ tự tin, đoàn kết và chiến thắng. Chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp. MB 30! Tôi là Nguyễn Thị Kim Dung, là vận động viên đến từ MB Huế. Đây là lần thứ 3 tôi đến với hội thao của MB tổ chức. Và đến với hội thao năm nay thì tôi thấy cái sự tổ chức của MB Đà Nẵng rất là tuyệt vời và chú đáo. Đến với hội thao này thì bên cạnh là sự cổ vũ của MB Huế cũng như là MB thì tôi cũng có cái gia đình nhỏ của tôi, thì nó tăng thêm cho tôi là 200% sức lực. Và lời cuối cùng tôi xin chúc hội thao MB thành công tốt đẹp. Tôi xin hết ạ. Between me and you, there's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to say?
2 ngày thi đấu với 12 trận đấu tại của giải bóng đá nam và nữ tại khu vực Bắc miền Trung, nằm trong chương trình hội thao văn nghệ MBBT của MB30 diễn ra tại khu vực miền Trung. Thế thì đến thời điểm này thì cái giải đấu cũng đã kết thúc và đã xác định được 4 cái đội bóng tốt nhất để lọt vào vòng chung kết. Và cũng thay mặt cho ban tổ chức xin chúc mừng 4 cái đội bóng này, đó là đội bóng nam của Quảng Nam, nam của Đà Nẵng, nữ của Đà Nẵng và nữ của Nam Đà Nẵng rất xuất sắc. Và chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều cái pha bóng đẹp của tất cả các cầu thủ nam và nữ, và cũng đã có cái hat-trick được xác lập vào chiều hôm qua với cái 3 bàn thắng của một cầu thủ. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã kết thúc, và cũng phải nói rằng là với cái tinh thần cổ động viên và cái công tác tổ chức cũng như các tổ trọng tài làm việc hết sức công tâm, tôi cũng thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các cái đơn vị đã tham gia cũng như các cổ động viên đã tham gia về cổ động cho cái giải đấu ngày hôm nay, và chúc cho cái ngày hội chúng ta thành công và để tiếp bước cho cái ngày hội tại khu vực sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.